Cô gái giúp cha Nam đăng cơ hoàng vị, nhưng khi cô bị quân địch bắt làm con tin, việc hắn làm đầu tiên không phải là cứu cô, mà là giết cả nhà cô và muốn cái mạng của cô. Khi bị treo trên cổng thành, trong lòng cô vẫn hy vọng, cô tin rằng Ngụy Khê Chi ở vị trí cao có thể cứu được cô. Nhưng cô lại thấy hắn ở dưới cổng thành, đích thân giơ cung tên lên nhắm thẳng vào mình. Trái tim cô nguội lạnh dần, nếu như hoàng hậu hy sinh thân mình vì nước nhà, bách tính đều sẽ ghi nhớ. Hắn ta ra lệnh, mũi tên bay lên như vũ bão hướng về cơ thể của cô. Cô rơi xuống khỏi thành, Bạch Nhược Tuyết rớt xuống đống người chết với nỗi đau khổ tột cùng. Cố gắng chống đỡ đến hơi thở cuối cùng, dương mắt lên nhìn hắn. Người nhà ta vì giúp ngươi lên ngôi, bây giờ đã nhà tan người mất, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Bạch Nhược Tuyết, đây đều là do cô nợ Tiểu Thiên. Ngũ quan anh tuấn của Ngụy Khê Chi lạnh nhạt, cô lục lọi những ký ức trong đầu, mới nhớ ra Tiểu Thiên là ai, hóa ra là vì một nữ nhân mù. Nhược Tuyết cười khổ, cô muốn nói những chuyện đã bị lãng quên cho anh nghe. Thì một cơn ớn lạnh truyền lên từ cổ, theo sau đó là hơi ấm tỏa ra, làn máu tươi chảy thành suối trên người cô. Cô nhìn gương mặt của Ngụy Khê Chi, chỉ thấy nực cười. Ngụy Khê Chi, phụ thân, tại ca ta cung cấp tất cả sức mạnh của tộc nhân đưa ngươi lên ngai vàng, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu trả máu. May mà ông trời thương cô, để cô trùng sinh về ngày lễ phong hậu. Trong lễ phong hậu, hoàng thượng không xuất hiện, điều này vô tình là sự xúc phạm lớn với cô, nhưng lúc này điều này lại thành sự vui sướng với cô. Hốc mắt cô đỏ ửng, suýt nữa đã rơi nước mắt xuống. Tốt quá rồi, người nhà của Bạch Nhược Tuyết đều còn sống, cô cùng còn sống. Cô sờ vào bụng của mình, chỗ đó chỉ có lễ phục dương ra. Thái hậu trách mắng đám cung phi, chuyển sang kéo tay của cô. Ai ra biết ngươi đã chịu tủi thân rồi, chỉ là nữ nhân mù kia có ơn cứu mạng với hoàng đế, nhưng nếu nó muốn làm hoàng hậu là điều hoàn toàn không thể. Lúc Ngụy Khê Chi suýt nữa bị ám sát ở ngoài cung đã được Đỗ Tiểu Thiên cứu, cô ta vì chắn một tên cho Ngụy Khê Chi mà suýt nữa mất đi tính mạng. Vì thế Ngụy Khê Chi đã sinh lòng yêu thương, chẳng ngó ngàng gì mà đưa người về cung, còn có ý nghĩ muốn đổi hoàng hậu. Cô nắm lại tay thái hậu, thần thiếp hiểu ạ, trùng sinh lại một kiếp, sao cô có thể cố chấp với những thứ hão huyền nữa chứ? Con người không nên cứ nhắc mãi. Nhưng lúc cô vừa nói, Ngụy Khê Chi liền xuất hiện, anh ta to lớn cẩn thận đỡ nữ tử yểu điệu kia, từng bước tiến về phía trước, sợ cô ta vấp phải đâu đó. Đôi mắt Nhược Tuyết hiện lên vẻ chua chát, cô cũng từng trải qua những ngày tháng vui vẻ với Ngụy Khê Chi. Kiếp trước cô giống như là côn trùng bám vào Ngụy Khê Chi, anh ta nói cái gì cô cũng ủng hộ vô điều kiện. Cho dù anh ta nói sau khi đăng cơ, anh muốn tuyển phi trước, rồi mới lấy cô vào cung, cô cũng vững tin rằng mình sẽ là hoàng hậu duy nhất của anh. Nhưng bây giờ, Ngụy Khê Chi lại sạch những thứ về họ. Đỗ Tiểu Thiên yếu đuối dựa sát vào người Ngụy Khê Chi, rồi đột nhiên che miệng nôn khan ra tiếng. Thái hậu kinh hãi, thái hậu nói lời xin lỗi một cách lúng túng ra. Đám người bên dưới liền thì thầm to nhỏ, chẳng trách hoàng thượng khẩn trương như vậy, trong bụng của nữ nhân mù này e là đứa con đầu tiên của hoàng thượng rồi. Chẳng phải sao, nhưng mà mặt mũi của hoàng hậu đúng là mất hết rồi. Những lời nói đó thốt ra giống như kiếp trước, nhưng kiếp trước Bạch Nhược Tuyết không hề để trong lòng, một lòng muốn làm một hoàng hậu hiền đức, còn đặc biệt nhắn nhủ hãy chăm sóc Tiểu Thiên thật tốt. Nhưng lại không ngờ rằng Ngụy Khê Chi lại nói rằng để Đỗ Tiểu Thiên làm hoàng hậu. Cho dù là Nhược Tuyết không còn tình cảm nam nữ với hắn, nhưng cô cũng biết rằng vị trí hoàng hậu rất quan trọng. Thế là cô chỉ nhắc nhở anh ta một câu, với tình hình hiện tại không thể tùy tiện hành động được. Đỗ Tiểu Thiên đã bị kích động mà sẩy thai tại chỗ. Từ đó trở đi, Ngụy Khê Chi luôn bực mình với cô, giờ nghĩ lại chắc là từ lúc đó anh đã bắt đầu hận cô rồi. Cô cụp mắt xuống, mặc cho Đỗ Tiểu Thiên gỡ tay Ngụy Khê Chi ra, một mình lảo đảo đi đến trước mặt cô, rụt rè nói rằng, hoàng hậu nương nương, là lỗi của thiếp, xin nương nương đừng tức giận. Những lời nói y hệt với kiếp trước. Bạch Nhược Tuyết chỉ nhìn cô ta một cách lạnh nhạt, cơ thể yếu ớt của Đỗ Tiểu Thiên run rẩy, trông có vẻ rất đáng thương. Nàng xin lỗi cô ta làm gì chứ? Ngụy Khê Chi không chịu được cảnh người trong lòng mình ăn nói khép nép, liền một mạch ôm lấy Đỗ Tiểu Thiên vào lòng. Chấm là phu quân của nàng, chấm nói là được, hay cho một tình yêu nồng thắm. Nhược Tuyết nhìn con người u ám của Đỗ Tiểu Thiên không nhịn được mà cười khẩy trong lòng. Một người mù mà thôi, giả vờ cũng giống lắm. Nếu như không phải vì kiếp trước cô để tâm đến Ngụy Khê Chi, nên đã tra kỹ những gì dính dáng đến Đỗ Tiểu Thiên, cô cũng sẽ không biết rằng một nữ tử yếu đuối như này lại là công chúa của nước kẻ địch, chỉ vì có thể được ở lại bên cạnh Ngụy Khê Chi, lén moi tình hình quân sự để chống lại đất nước của cô. Cô vốn muốn tìm được chứng cứ rồi mới nói rõ với Ngụy Khê Chi, nhưng lại phát hiện ra cô ta lại liên hệ với thuộc hạ. Giờ đây Nhược Tuyết đã nắm chóp được người trong lòng của hoàng đế, nói với phụ hoàng cứ buông tay là được, kế hoạch như cũ. Nghe được những điều này, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, mà vội vàng tìm Ngụy Khê Chi nói hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng anh ta lại hoài nghi hỏi lại cô, tâm tư Tiểu Thiên đơn thuần đã không nhìn thấy, giờ lại còn bị ngươi hại mất con, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bạch Nhược Tuyết, nếu như ngươi thật sự có lòng thì hãy nhường vị trí hoàng hậu lại đi. Thật là nực cười, cô là con gái tướng quân, từ nhỏ đã theo phụ thân nghe trung quân báo quốc, những thứ cô học là làm thế nào để có được hàng ngàn ngôi nhà rộng rãi, làm sao để có thể yêu mù quáng đến mức không thoát ra được như Ngụy Khê Chi. Huống hồ đứa bé đến với thế giới này trong tương lai sẽ bị Đỗ Tiểu Thiên coi là quân cờ để kéo Bạch Nhược Tuyết xuống, bị biến thành linh hồn đáng thương bởi một bát thuốc làm sẩy thai. Bạch Nhược Tuyết vẫn thờ ơ nhìn hai người trước mặt tình chẳng ý thiếp, không biết rằng kiếp này cô mặc kệ màn kịch của Đỗ Tiểu Thiên thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bốp một tiếng, một cái tát gióng giạc giáng xuống mặt cô, các đại thần đến dự lễ đều há hốc mồm kinh ngạc. Thái hậu còn đứng bật dậy không thể tin nổi,
Ngụy Khê Chi như không cảm nhận được những điều này, mà lại nhạt quở mắng cô tại sao lại thờ ơ như vậy. Mặt cô đau rát, cô nghiêng đầu nghe những lời nói nhảm của hắn, không nhịn được mà nhếch môi một cách lạnh lùng. Thái hậu nương nương ngất xỉu rồi, mau truyền thái y, lễ phong hậu kết thúc tại đây. Nhược Tuyết nhìn theo thái hậu được người đưa xuống, sống lưng vẫn thẳng đứng, kiếp trước bởi vì sự kiên trì và đe dọa của thái hậu, Ngụy Khê Chi không thể không hoàn thành lễ phong hậu nực cười này với cô, nhưng cũng khiến anh càng thù hận cô hơn, nghĩ rằng cô vì vị trí này mà không từ thủ đoạn. Đáng tiếc anh chưa bao giờ hiểu cô cả. Nhược Tuyết chưa từng để ý đến những điều này. Thái hậu rời đi, Ngụy Khê Chi liền cười khinh bỉ nói rằng, tại là vở kịch mà của ngươi với mẫu hậu sao, muốn làm hoàng hậu của trẫm đến thế sao? Cho dù là như vậy, ngươi cũng muốn dồn ép trẫm để trẫm thiệt thòi cho tiểu thiên sao? Bạch Nhược Tuyết, ngươi chỉ khiến trẫm thấy ghê tởm mà thôi. Nhược Tuyết nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ, cô lạnh nhạt nhìn anh, nếu đã như vậy thì thiếp cũng phải nói rõ những lời thiếp muốn nói trước mặt chư vị mới được. Ngụy Khê Chi cau mày, khi bắt gặp ánh mắt của cô thì anh lại có chút lúng túng. Anh nhanh chóng rời mắt và chỉ trích cô, tuy cho cùng ngươi là danh môn quý nữ, quy củ đi đâu hết rồi, có lời gì đợi lúc khác hãy nói. Tiểu Thiên đang mang thai, nếu như ngươi càn quấy ở trước mặt nhiều người như thế này, trẫm quyết không tha thứ. Cô cười khẩy, là vì bảo vệ Đỗ Tiểu Thiên hay là vì chuột dạ rồi? Nếu như cô chỉ là nữ nhi của một nhà bình thường, có lẽ sẽ dừng lại ở đây, nhưng Bạch Nhược Tuyết cô tuyệt đối không phải là nữ tử bình thường. Nhà của cô đã vào sinh ra tử nhiều năm vì ngai vàng của Ngụy Khuê Chi, giờ đây giữ trong tay 70% trọng binh, cả nước đều nghe theo sự điều phái của tướng quân Bạch gia cô. Ngụy Khê Chi anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược hèn nhát mà thôi, muốn có được Đỗ Tiểu Thiên lại muốn có được sự hỗ trợ đắc lực của Bạch gia. Anh ta tưởng rằng cô vẫn giống lúc trước, chỉ cần anh ta nói cô sẽ sẵn lòng đánh đổi. Bạch Nhược Tuyết, trẫm và ngươi quen biết từ nhỏ, bây giờ ta nợ Tiểu Thiên, ngươi cứ coi như là thành toàn cho chúng ta là được. Ngụy Khê Chi thấy cô không nói gì, tưởng cô vẫn ngầm thừa nhận lời của anh như lúc trước. Anh hất cằm nhìn cô như là ban ơn, chỉ cần ngươi có thể để vị trí hoàng hậu cho Tiểu Thiên, trẫm có thể tiếp tục để ngươi ở lại bên cạnh, ngươi yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Là Ngụy Khê Chi anh ta nợ Đỗ Tiểu Thiên, liên quan gì đến Bạch gia cô chứ? Môi cô nở một nụ cười giễu cợt, cương quyết quay người về phía các phi tần đang quỳ ở dưới và văn võ toàn triều, lớn giọng nói, quân tử nên có nguyên tắc làm việc của mình, nếu như hoàng thượng đã có người trong lòng, cũng bằng lòng vì vị cô nương Tiểu Thiên làm đến mức độ này, thì Bạch Tuyết Nhu cô sẽ nguyện từ bỏ tức vị hoàng hậu thành toàn cho hai người. Nói xong, cô không chút do dự gỡ châm phượng tượng trưng cho hoàng hậu xuống, cởi bỏ cát phục thiêu phượng hoàng rồi quay người rời đi, không quay đầu nhìn lại nữa. Bạch Nhược Tuyết từng bước rời khỏi hoàng cung, chỉ cảm thấy những cơn ác mộng đó dường như cũng ở lại trốn hoàng cung. Cô phải chạy về cuộc sống thuộc về chính bản thân mình, chuyện trọng đại như vậy nhất định sẽ không chấm dứt ở đó. Vì để thanh tịnh, sau khi trở về từ hoàng cung, cô chưa từng ra khỏi phủ tướng quân. Tỷ nữ Tiểu Đào lo lắng cho cô, sau khi nghe ngóng được tin tức liền mặt mày hớn hở nói với cô những tin đồn bên ngoài, nói sống động như thật, giống như một người kể chuyện. Tiểu thư, người không biết bây giờ bao nhiêu người khâm phục sự quyết đoán của người đâu, nói không làm hoàng hậu là liền không làm nữa. Ừ, người khiến tiểu thư nhà ta chịu thiệt thòi đều là người xấu, vả lại một nữ nhân mù sao làm hoàng hậu được chứ, huống hồ nữ nhân mù này còn là trẻ mồ côi, không biết hoàng thượng thích cô ta ở điểm nào nữa, chẳng nhẽ là bị hạ thuốc mê hoặc sao? Chuyện của bọn họ cô không để ý lắm, chỉ thấy bộ dạng gật gù đắc ý của Tiểu Đào vô cùng dễ thương mà thôi. Nhưng cô sẽ không nghe thấy nếu như không phải cô thăm dò. Mama trong cung truyền tin đến, dường như thái hậu đã sinh bệnh vì quá tức giận rồi. Thuốc thang trong cung vĩnh thọ mãi không dứt, mắng Ngụy Khê Chi hồi lâu. Bạch Nhược Tuyết nghĩ đến dáng vẻ Ngụy Khê Chi bị mắng, cô mỉm cười có vẻ không mấy thiện cảm. A nương cô mới sáng sớm vẫn lau mắt tiễn cô xuất giá, giờ đã tràn đầy sức sống kéo cô nói chuyện. A nương của cô thật ngay thẳng, bà ấy đã luôn gai mắt Ngụy Khê Chi, vốn không muốn Nhược Tuyết gả cho Ngụy Khê Chi, giờ thấy vậy như là một bước ngoặt với bà. Bà ấy vui đến mức đích thân dùng bếp làm một bàn đồ ăn ngon cho cô. Tên hoàng đế đó vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt gì rồi. Bé con không gả cho hắn đúng là chuyện tốt. Mấy vị huynh trưởng sợ cô nén khó chịu trong lòng, ồn ào muốn chút giận cho cô. Cô mắng cho mỗi người một trận, lúc này từng người mới hớn hở tặng quà cho cô để dỗ cô vui vẻ. Nhược Tuyết nhà ta như thế nào cũng tốt hết, chỉ là tuyệt đối đừng đau lòng vì một người không xứng. Thực ra cô cũng không đau lòng đến thế, nhưng cha cô không tin. Cha cô than thở cả đêm, cuối cùng đập bàn quyết định phải đưa cô đến vùng biên cương. Ông ấy cam đoan với cô một cách kiêu ngạo, nam nhi ở vùng biên cương cũng không tệ, ai cũng thiên lương hơn tên hoàng đế kia nhiều. Đến lúc đó bé con nhà ta nhìn chúng người nào, chúng ta sẽ để người đó làm con rể. Cha cô là người làm việc chủ động, nói xong liền tiến cung xin chỉ rời kinh ngay ngày hôm đó. Kết quả là lúc đi về nét mặt lại uể oải, bởi vì thái hậu không cho bọn họ đi, nói rằng hiện nay tình thế trong triều không rõ ràng, nếu như giờ Diệp thị rời đi, e rằng sẽ loạn. Bạch Nhược Tuyết không bất ngờ lắm, trong lòng cô sớm đã biết cái kết quả này rồi. Quyền thế Diệp gia bây giờ đủ lớn, lớn đến mức bọn họ phải kiêng dè, sao họ có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nhược Tuyết an ủi cha mẹ, ở kinh thành thì ở kinh thành thôi, dù sao sau này chúng ta sẽ không liên quan gì với họ nữa, điều quan trọng nhất là cả nhà chúng ta ở cạnh nhau là được. Nói những lời này ra không bao lâu cô đã bị vả mặt. Tiếng nhạc du dương cất lên trong căn phòng trà lâu. Ngụy Khê Chi mặc bộ đồ màu xanh lam, trông bộ dạng như một quý công tử tự cao tự đại. Anh ta biết rằng cô thích trà lâu này nhất, thói quen của cô anh ta ít nhiều cũng biết rõ, chỉ là cô không biết anh ta muốn tìm cô để làm gì. Cô nhìn anh ta, Ngụy Khê Chi mở quạt giấy ra, sắc mặt mang theo vài phần kinh bỉ.
ai lại muốn một nữ nhân suýt nữa làm hoàng hậu chứ? Nhược Tuyết, ta biết trong mắt ngươi không thể chứa hạt cát nào, nhưng ngươi phải biết rằng từ trước tới nay trẫm không phải là người nhẫn tâm. Thật sự bảo trẫm nhìn ngươi cô độc đến già, trẫm chắc chắn không làm được. Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu nhập cung, tính cách tiểu thiên dịu hiền, ngươi vào cung không phải là tự do tự tại sao? Có lẽ anh ta đang hiểu sai, xem ra là nhiều năm nay cô thiên vị khiến hắn không hiểu cô rồi. Ngươi muốn có được con gái của Bạch thị, xếp hàng dài là đằng khác. Sống lại một đời, cô chưa bao giờ trói buộc bản thân trong cái gọi là lòng trung thành ngu ngốc. Vốn tưởng rằng có thể chỉ lo thân mình, bây giờ xem ra là không thể rồi. Đêm đó, cô hẹn gặp Đỗ Thuần đại hoàng tử Thái Quốc. Khi anh ấy xuất hiện trước mặt cô quả thực kinh ngạc một phen, rất khó để công tử phong quang độ lượng dáng trần trước mắt này. Hắn liền với dã tâm, Bạch tiểu thư hẹn gặp lúc nửa đêm, không sợ danh tiếng chịu tổn hại sao? Giọng nói của anh ấy cũng lạnh lùng như con người anh, đem theo sự lạnh nhạt khác hẳn người khác. Cô hoàn hồn nở nụ cười, bây giờ thanh danh của cô đã bị tổn hại, hẹn gặp đại hoàng tử chính là vì hôn sự. Dáng vẻ đôi mắt anh nhếch nhẹ thật là ma mị. Cô nói thẳng, cưới cô giúp anh ngồi lên ngôi vua nước Tần. Ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi, sao có thể lọt vào mắt xanh của Bạch tiểu thư chứ? Nghe lời nói này, cô nhớ lại kiếp trước sau khi cha và các anh trai của cô bị giết. Đỗ Thuần vừa chỉ huy đại quân vỏn vẹn 2 tháng, đã ép Ngụy Khê Chi giao ra 3 thành trì. Nếu như người như này là người bình thường, vậy Ngụy Khê Chi nên quay về bụng mẹ tu luyện cho tốt rồi. Cô nhìn anh mấy phút rồi đùa nói, ta thấy người anh tuấn được không? Đỗ Thuần không đáp lời, cô lại tinh mắt nhìn thấy vành tai anh hơi đỏ nhẹ. Trong lòng cô hơi rung động, vậy mà lại có một chàng trai ngây thơ như vậy. Nếu đã như vậy, cô và anh nên thể hiện chút thành ý với nhau rồi. Đỗ Thuần đứng dậy, vậy hôm khác gặp lại. Mấy chữ này rõ ràng rất bình thường, lại khiến người ta cảm thấy lưu luyến một cách khó hiểu. Thành ý của anh nhanh hơn cô tưởng, không đến nửa tháng đã có đoàn sứ giả từ nước Tần đến kinh thành. Điều trùng hợp là trong đoàn sứ giả có người nhận ra Đỗ Tiểu Thiên chính là công chúa nước Tần, lại nhìn thấy vết bớt trên cổ tay cô ta, xác nhận chắc chắn hơn. Lúc này Đỗ Tiểu Thiên muốn chối cãi cũng không có lý do nào, chỉ có thể giả ngốc. Kết quả đoàn sứ giả vừa mở miệng đã yêu cầu Ngụy Khê Chi cho cô ta một danh phận. Cô nghe xong không nhịn được mà cười xì một tiếng, thành ý này thật sự không tồi, chuyên môn chọc vào ống phổi của Ngụy Khê Chi. Thứ Ngụy Khê Chi ghét nhất chính là có người lừa dối anh ta. Mặc dù bây giờ Tiểu Thiên giả ngốc, nhưng hiển nhiên giữa hai người bọn họ đã có khúc mắc, trong lòng có một loại nổi loạn. Chuyện vốn thuận nước đẩy thuyền là có thể lập hậu, bây giờ bị người khác ép buộc lại bắt đầu không tình nguyện rồi. Nếu như chấm tra ra thân phận của Tiểu Thiên thì thôi, nhưng bây giờ đám người nước Tần đó hùng hổ dọa người, chấm ngược lại cảm thấy khó chịu. Ngụy Khê Chi bị thúc ép lại chạy đến tìm cô, nhìn cô thăm dò, rốt cuộc vẫn là ở chỗ nàng thoải mái. Nhược Tuyết, ta biết trước đây ta bảo nàng từ bỏ vị trí hoàng hậu là không tốt, bây giờ ta cũng nghĩ thông rồi, ta sẽ lập Đông Cung và Tây Cung, nàng và Tiểu Thiên đều có quyền thế ngang nhau. Như thế nào? Cô suýt chút nữa không nhịn được muốn bổ não anh ta ra, nhìn xem bên trong là những thứ ngu ngốc gì. Kiếp trước cô ngốc, chung chồng với người khác không tính, người cô thật lòng lại đối xử với cô như vậy, kiếp này cô tất nhiên sẽ không đi vào vết xe đổ, đương nhiên phải kéo dài khoảng cách với anh ta, muốn xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Cô viện cớ nghĩ, quay đầu bảo cha cô vào trong cung làm chủ từ hôn. Nghe cha cô nói, lúc đó Ngụy Khê Chi đi đến, Thái hậu đã trả lại tín vật, chuyện đã không còn chỗ để quay lại nữa, ngay lập tức liền cãi nhau với Thái hậu một trận. Không phải tiểu tử này vẫn còn nhớ người sao? Cha cô có chút dầu dĩ, vậy thì sao chứ, là anh ta không cần, bây giờ bày ra dáng vẻ này, làm như anh ta thâm tình lắm. Khắp cả kinh thành vẫn chưa hết bàn tán về chuyện cô trực tiếp rời đi trong lễ phong hậu, lại đã bắt đầu náo nhiệt. Dù sao hủy bỏ hôn sự không phải là người bình thường, mà là hoàng hậu hoàng gia, vài quý nữ trở mặt với cô đến nhà muốn chế nhạo vài câu, người đến xem trò cười của cô thật sự đông như chảy hội. A nương cô dứt khoát bê ghế ra ngoài cửa, cố ý nói, để ta xem còn có ai đến chế nhạo quý nữ nhà ta. Đến một ta đánh một, đến một đôi ta đánh một đôi, nhất định đánh cho ngươi cha mẹ cũng không nhận ra. Cô nghe Tiểu Đào kể lại, vui mừng khôn xiết, trong lòng lại càng hạnh phúc và áy náy. Nếu như không phải kiếp trước cô nhìn người không rõ, cha mẹ và các thân cô chắc chắn cũng bình yên vô sự, cô cũng vẫn là viên ngọc trong tay cha mẹ cô như cũ nhỉ. Cười khóc cái gì, không biết lúc nào Đỗ Thuần lại xuất hiện ở phòng của cô, sắc mặt kỳ lạ, gặp phải chuyện gì rồi, ta từng nói với người ta ở đâu sao? Thấy anh cũng kinh ngạc một chút, cô rụt xịt lau nước mắt. Cô cảm thấy cha mẹ cô là cha mẹ tốt nhất trên khắp thế gian này. Hình như anh cười một cái, vẫn là tiểu cô nương đoàn sứ giả rõ ràng đến cầu thân. Cô nhìn thấy mặt anh vẫn không có biểu cảm gì như cũ, không biết gan ở đâu, đưa tay lên vuốt mặt anh, cưới ta oan ức sao? Đỗ Thuần ngơ ra, cô giả vờ hung dữ, nếu anh đã muốn cưới ta, cho dù có thật lòng hay không, anh cũng phải vui vẻ một chút. Lỗ tai Đỗ Thuần đỏ lên, gần như hoảng loạn bỏ chạy, cô không nhịn được cười ra tiếng, tâm trạng cũng tốt lên. Hát ngân nga đi đến bên ngoài thư phòng của cha, lúc này mới nghiêm túc chỉnh lại quần áo rồi đi vào. Đợi khi ra khỏi thư phòng, trời đã tối đen, cô ngẩng đầu nhìn ngôi sao lẻ tẻ trên hiên nhà, thở dài một tiếng. Cô nói thẳng kế hoạch của cô với cha. Cha cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xua tay, ngữ khí ủ rũ phiền muộn, vị tiểu tử bỏ đi, ta sớm nên nhìn ra, mấy đời Bạch gia trung thành, nói cho cùng cũng là vì để có thể có một thái bình thịnh thế, bách tính có thể ăn no mặc ấm là đủ rồi. Cha ngươi không trung thành ngu ngốc, ông ấy nhìn rõ Ngụy Khê Chi sẽ không là một minh quân sớm hơn cô, mà người Bạch gia muốn ủng hộ trước nay chỉ có một người có thể khiến bách tính an cư lạc nghiệp, không lo cơm ăn áo mặc. Ngày hôm sau, tư thái đến cầu thân của đoàn sứ giả hoành tráng rầm rộ, cương quyết làm bẽ mặt đám người xem náo nhiệt.
Sau khi Ngụy Khê Chi nghe tin cô tự đồng ý hôn sự này, đã đập nát mấy bộ chén lưu ly, không được mấy ngày liền chuẩn bị đại lễ phong hậu vốn chuẩn bị cho cô, bất chấp áp lực từ triều thần, tổ chức hoành tráng cho Đỗ Tiểu Thiên. Cảnh tượng này khiến không ít người cảm khái cô ta may mắn. Cô không cho rằng như vậy, có lẽ đến bây giờ Ngụy Khê Chi vẫn chưa phát hiện ra. Trong khi mọi người đang ngưỡng mộ, cũng có người đang chết đói. Lũ lụt phương Nam hạn hán phương Bắc, ngân lượng cứu trợ không điều xuống, lại lặng lẽ mất đi lòng dân. Cô gặp lại Ngụy Khê Chi, anh ta hình như có chút mệt mỏi, nhưng nhìn cô vẫn là ác ý đầy trong ánh mắt. Hối hận rồi sao? Trong mắt anh ta có hận thù, ngữ khí lại đầy thích thú. Bạch Nhược Tuyết, lúc đầu chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, thứ này chính là của ngươi, nhưng bây giờ e rằng ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Chọn một hoàng tử không được yêu thích, ngươi hy vọng có thể lội ngược dòng sao? Cô nhìn anh ta, một nụ cười xấu xa tràn ra khóe miệng Ngụy Khê Chi. Ngươi cầu xin ta cho ngươi một phi vị, thế nào? Cô chỉ im lặng nhìn anh ta có vẻ rất tức giận hung dữ nói, Bạch Nhược Tuyết, cho dù ngươi gả cho hắn ta, ngươi mãi mãi cũng không được sống tốt hơn lúc ở bên ta đâu. Hình như để xác minh lời anh ta nói, anh ta ở trong cung đã bắt đầu lên kế hoạch làm suy yếu binh quyền của cha cùng các anh. Chỉ là cô hiểu quá rõ Ngụy Khê Chi, cô sớm đã chuẩn bị cho việc này rồi, thành ý của Đỗ Thuần sớm đã bày ra, cô tất nhiên phải thể hiện thành ý của mình.